Xin chào tất cả mọi người. Chúng ta tiếp tục học giáo trình Edito A2, chương 6. Và ở trang 93, chúng ta có một phần ngữ pháp grammar nói về l'adverbe en mot. L'adverbe là trạng từ en mot, tức là kết thúc bằng M-O-N-T. Như vậy, trạng từ kết thúc bằng M-O-N-T có nghĩa là gì? Đó là trạng từ chỉ cách thức, adverb de manière. Và bây giờ chúng ta coi lại một phần cơ bản về trạng từ. Định nghĩa, trạng từ là một từ không thay đổi, tức là nó không có giống đực giống cái, nó không có số nhiều, số ít. Nó có chức năng bổ nghĩa cho, thứ nhất là một tính từ, thứ hai có thể là một trạng từ khác, thứ ba là một động từ, hay là cuối cùng nó bổ nghĩa cho một câu. Như vậy nó có bốn chức năng, có thể bổ nghĩa cho một tính từ. Ví dụ, c'est très agréable, rất là dễ chịu. Agréable là một tính từ, và trạng từ très nó bổ nghĩa cho tính từ agréable. Dễ chịu, thoải mái cỡ nào? Rất là nhiều. Nó có thể bổ nghĩa cho một trạng từ khác, in hôn COVID, vit là trạng từ, bổ nghĩa cho động từ rouler, tức là chạy xe, anh ta chạy xe nhanh. Nhưng mà nhanh như thế nào? Nhanh quá sức, in hôn COVID. Và có thể bổ nghĩa cho một động từ, in travail sérieusement. Sérieusement là một trạng từ, nó bổ nghĩa cho động từ làm việc, anh ta làm việc một cách nghiêm túc. Và sau cùng, nó có thể bổ nghĩa cho một câu, évidemment, ce n'est pas urgent. Dĩ nhiên là cái chuyện này không có gấp. Như vậy là trạng từ évidemment bổ nghĩa cho cả cái câu không gấp. Đó là một chuyện đương nhiên. Như vậy chúng ta vừa coi lại định nghĩa của trạng từ. Và bây giờ chúng ta coi các loại trạng từ. Les types d'adverbes. Chúng ta có thứ nhất là adverbe de temps. Trạng từ chỉ thời gian. Hier, ngày hôm qua. Demain, ngày mai. Bientôt là một lát nữa. Chúng ta có các cái trạng từ chỉ nơi chốn, ici là ở đây, là ở kia, au-dessus. Chúng ta có trạng từ chỉ cách thức, adverbe de manière, mieux là tốt hơn, près là gần. Chúng ta mới đưa ra hai trạng từ thôi. Trong bài này chúng ta sẽ học nhiều hơn về adverbe de manière. Chúng ta có trạng từ chỉ sự khẳng định hoặc là phủ định, oui, non, ne pas, ne plus. Chúng ta có các trạng từ nghi vấn, quand là khi nào, ou là ở đâu, comment là thế nào. Chúng ta có các trạng từ chỉ số lượng, trop là quá nhiều, moins là ít. Và sau cùng có trạng từ để kết nối, donc, vậy thì, en effet, quả thực là như vậy. Và bây giờ trong bài này chúng ta để ý tới adverbe de manière. Chúng ta có những cái adverbe de manière là những cái trạng từ chỉ cách thức ở cái dạng cố định như sau. Ainsi là như vậy, bien là tốt, debout là đứng, d'habitude là theo thói quen, ensemble là cùng nhau, fort là rất, mal là tệ, mieux là tốt hơn, plutôt là đáng lẽ, surtout là nhất là, vite là nhanh, vân vân. Đó là những trạng từ chỉ cách thức và còn nữa. Và loại thứ hai mà chúng ta khảo sát trong bài này là những cái trạng từ kết thúc bằng M-O-N-T. Như vậy chúng ta thấy là các trạng từ chỉ cách thức rất là nhiều, trong khi trạng từ chỉ nơi chốn, chỉ thời gian, chỉ cái sự khẳng định hay phủ định chỉ có mấy chữ thôi, trong khi trạng từ chỉ cách thức rất là nhiều, ở đây chúng ta chưa kể hết và đã thấy khoảng hơn 10 từ. Còn các trạng từ kết thúc bằng M-O-N-T thì nhiều vô số kể. Các trạng từ này được thành lập từ tính từ, từ adjective, và chúng ta có những cái đặc tính như sau. Thứ nhất, nếu tính từ masculine tận cùng bằng một nguyên âm, thì cái trạng từ này là bằng tính từ đó ghép với M-O-N-T. Ví dụ chúng ta có tính từ poly, poly là lịch sự, và trạng từ là polymer. Chúng ta thấy đây nó kết thúc bằng nguyên âm, kết thúc bằng một nguyên âm. Thì chúng ta lấy tính từ này, chúng ta ghép với more, poly, rồi chúng ta ghép với more, thì nó ra polymer, là một cách lịch sự. Tính từ absolute là tuyệt đối, cũng kết thúc bằng một nguyên âm. Thì chúng ta lấy tính từ đó, absolute, chúng ta ghép với M-O-N-T là có một cách tuyệt đối, một cách lịch sự, một cách tuyệt đối. Đó là trường hợp duy nhất. Nếu tính từ masculine là tính từ này, này tận cùng bằng nguyên âm, thì chúng ta chỉ việc lấy tính từ này, chúng ta ghép với M-O-N-T, thì nó ra một cái trạng từ, và trạng từ này là trạng từ chỉ cách thức. Trường hợp thứ hai, nếu tính từ masculine tận cùng bằng một phụ âm, thì chúng ta phải đổi cái tính từ đó ra feminine, rồi mới thêm M-O-N-T. Chẳng hạn tính từ sérieux là nghiêm túc, chúng ta thấy tận cùng bằng X, bằng một phụ âm, thì chúng ta phải đổi nó ra feminine, serious,
Rồi với cereals này chúng ta ghép với MONT thì ra trạng từ cereosomo một cách nghiêm túc. Do là êm dịu, là từ từ. Chúng ta thấy nó kết thúc bằng X là một phụ âm. Và bây giờ chúng ta đổi qua feminine là douce. Douce rồi ghép với MONT thì nó ra trạng từ là doucement, một cách từ từ, một cách êm dịu. Léger, feminine là léger. Chúng ta lấy léger, chúng ta thêm với MONT một cách nhẹ nhàng. Régulier là một cách đều đặn, một cách thường xuyên. Đổi qua feminine là régulière. Chúng ta ghép với MONT thì nó ra trạng từ một cách đều đặn. Certain là chắc chắn. Chúng ta đổi qua feminine là certaine. Và certaine là ghép với MONT thì có nghĩa là một cách chắc chắn. Và cứ như vậy thì còn rất là nhiều. Chúng ta thấy cái dạng này cứ lấy tính từ rồi đổi qua feminine rồi ghép với MONT thì nó ra rất rất là nhiều. Và đây người ta gọi là trạng từ chỉ cách thức kết thúc bằng MONT. Đó là nội dung của bài này. Ở bên trên trong phần số 2 chúng ta coi là cái công thức tổng quát. Chúng ta lấy các tính từ masculine và tần cùng bằng phụ âm thì đổi qua feminine rồi ghép với MONT. Nhưng mà sẽ có một số trường hợp đặc biệt. Trường hợp đặc biệt thứ nhất là các tính từ tận cùng bằng ANT thì người ta không làm theo quy tắc trên, người ta không đổi qua feminine rồi MONT mà nó biến thành ANT thì biến thành A deuxième ONT. Chẳng hạn như là bruyant là ồn ào, bruyamment. Chúng ta thấy là bruyamment đổi thành ANT, đổi thành bruyamment, một cách ồn ào. Méchant là dữ tợn. Chúng ta đổi thành méchamment, một cách dữ tợn. Các tính từ tận cùng bằng ONT, ở trên là ANT, ở dưới là ONT, cũng đổi thẳng ra trạng từ bằng cách đổi ONT biến thành O deuxième ONT, ở trên là A deuxième ONT, ở dưới là O deuxième ONT. Chẳng hạn như là prudent, chúng ta không cần đổi qua feminine rồi thêm mo, mà đổi thẳng ra bên này là prudemment, một cách cẩn thận. Récent là mới đây, récemment là mới đây, là gần đây. Và chúng ta có một trường hợp ngoại lệ, long cũng tận cùng bằng ONT, nhưng mà chúng ta phải đổi qua feminine là lente, rồi ghép với MONT, lentement là một cách từ từ. Và bên trên chúng ta đặc biệt để ý là cả hai trường hợp ANT amo, ONT amo thì chúng ta phát âm giống nhau, phát âm là amo, bruyamment, méchamment, prudemment, récemment, amant. Đó là trường hợp thứ ba. Một số trường hợp khác là một số trạng từ chúng ta có kết thúc bằng O accent aigu MONT. Ví dụ chúng ta thấy đây là các tính từ này, adverb này. Chúng ta đây là kết thúc bằng nguyên âm thì theo quy tắc chúng ta thêm MONT như bên trên đã nói. Ở bên trên trong phần số 1 chúng ta đã nói là nếu tính từ masculine, tính từ giống đực đó mà nó tận cùng bằng một nguyên âm thì chỉ vừa lấy tính từ đó ghép với MONT. Thì một số tính từ mà chúng ta thấy ở đây này, O này thì cũng không có thể là chỉ việc ghép với ONT mà chúng ta phải đổi O thành O accent aigu. Aveugle là mù, aveuglement để cho nó dễ đọc, một cách mù quáng. Énorme mà khổng lồ, énormément có nghĩa là rất là nhiều. Précis là chúng ta đổi qua feminine là précise, précis, précise. Nhưng mà ở đây chúng ta phải thêm, chính ra là đổi như thế này. Masculine như thế này, đổi qua feminine là như thế này. Rồi chúng ta ghép với mo, MONT. Nhưng mà ở đây chúng ta lại phải thêm accent aigu nữa, đọc là précisément, một cách chính xác. Conforme, conformément, tức là đúng theo một cái gì. Intense là một cách mãnh liệt, intensément. Profond là sâu, profondément là một cách sâu sắc. Và còn một số tính từ nữa là chúng ta để ý, đây là một số trạng từ đặc biệt. Chúng ta phải thêm o accent aigu, aveuglément, énormément, khổng lồ đó. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy biến thành trạng từ thì nó không phải là một cách khổng lồ, nhiều, một cách nhiều. Précisément, một cách chính xác. Conformément, đúng theo.
intensément một cách mãnh liệt, profondément một cách sâu sắc. Chúng ta phải thêm accent tiêu ghi vào thành ra e. Một số trạng từ khác khi đổi qua thành dưới dạng trạng từ thì nó có cái dạng là u m o n t, nhưng mà người ta phải thêm dấu dấu mũ. Chẳng hạn ACD là tính từ, ACD là chuyên cần, là siêng năng, thì đổi qua trạng từ chúng ta thêm ONT vào, nhưng mà ở đây người ta nói trường hợp này là phải thêm cái dấu mũ, dấu accent aigu, acidement, acidement, acidi, acidement. Trong phần phát âm thì thấy không có gì khác, nhưng mà khi viết chúng ta phải thêm dấu mũ accent circumflex. Continue là liên tục, và continuement một cách liên tục chúng ta cũng phải để accent circumflex ở ký tự y. Continuement, continuement, đó là những trường hợp này người ta nói là uimo này phải thêm dấu mũ accent circumflex, không có để như thế này được, đó là trường hợp đặc biệt. Thế nhưng mà absolu thì người ta lại không thêm, vẫn là y absolument một cách tuyệt đối, resoli một cách cương quyết, resolument một cách cương quyết. Như vậy chúng ta thấy là đây là trường hợp chung và đây là trường hợp biệt lệ. Và sau cùng chúng ta có một số trạng từ đặc biệt, gentil. Ở đây chúng ta không phát âm cái từ L nhé, không phát âm là gentil, là gentil, gentil. Và khi biến thành trạng từ thì là gentiment, một cách dễ thương, một cách tử tế. Gentil là tử tế, gentiment. Và chúng ta bỏ cái từ L là đi, để ý bên này có L, bên này là không có. Bref là ngắn gọn, brièvement, bref, brièvement, một cách ngắn gọn. Gai là vui vẻ thì có hai cách, gaiement, gaiement. Hai trạng từ này phát âm giống nhau, nhưng mà trạng trạng từ trước chúng ta thấy y accent circumflex, y này nó có cái dấu mũ accent circumflex, trong khi ở bên này chúng ta có một cách viết thứ hai, gaiement, là chúng ta thêm ký tự ơ vào. Và như vậy để tổng kết lại các loại trạng từ chỉ kích thức mà tận cùng bằng MONT thì chúng ta nhớ là nếu tính từ tận cùng bằng nguyên âm thì để tính từ ghép với MONT. Nếu tính từ tận cùng bằng một phụ âm thì chúng ta phải đổi qua giống cái rồi mới thêm MONT. Chẳng như serio, seriosamente chúng ta vừa mới làm khi trước. Và ngoài ra còn một số trường hợp đặc biệt chúng ta cũng cần phải học. Trường hợp đặc biệt như bên dưới này. Và sau đây chúng ta làm bài tập ở trong sách bài tập. Ở trang sách bài tập chúng ta có hai bài tập về trạng từ tận cùng bằng MONT. Và trong bài tập thứ nhất người ta yêu cầu chúng ta nghe CD số 37, rồi chúng ta đổi cái tính từ mà chúng ta nghe được ra thành trạng từ kết thúc bằng MONT. Bây giờ chúng ta nghe CD số 37. Và chúng ta hãy lắng nghe CD số 37, người ta sẽ đọc cho chúng ta 6 tính từ, rồi sau đó chúng ta viết tính từ đó ra và đổi ra thành dưới dạng trạng từ kết thúc bằng MONT. Bây giờ chúng ta nghe 6 tính từ trong CD số 37. Page 58. Grammaire. L'adverbe en ment. Activité 1. A. Absolu. B. Agréable. C. Certain. D. Difficile. E. Triste. F. Général. Chúng ta đã nghe được 6 tính từ sau. Thứ nhất là agréable. Agréable là dễ chịu. Agréable. Trong CD số 37 chúng ta đã nghe được 6 tính từ sau. A là absolu là tuyệt đối, B là agréable là dễ chịu, C certain là chắc chắn, D difficile là khó khăn, O triste là buồn, F général là chung chung là tổng quát. Và bây giờ chúng ta đổi qua trạng từ kết thúc bằng MONT. Chúng ta thấy đây là một tính từ kết thúc bằng một nguyên âm thì chúng ta chỉ việc thêm vào là MONT,
Absolument. Absolument. Kế tiếp chúng ta cũng có một tính từ kết thúc bằng nguyên âm, thì chúng ta chỉ việc thêm MONT vào agréablement một cách dễ chịu. Agréablement một cách dễ chịu. Kế tiếp C, chúng ta có một tính từ tận cùng bằng phụ âm, thì chúng ta phải đổi tính từ này sang giống cái rồi với thêm mon. Certain thì đổi ra thành certain là certain, certain rồi thêm MONT. Chúng ta có tính từ difficile là tận cùng bằng một nguyên âm, thì chúng ta cũng lấy tính từ này ghép với nguyên âm, ghép với MONT. Difficile, MONT, MONT, difficilement. Ở đây cũng như vậy, triste là buồn, tính từ triste tận cùng bằng một nguyên âm, thì chúng ta lấy tính từ này chúng ta ghép thêm với lại MONT, MONT. Và sau cùng chúng ta có tính từ général là một cách tổng quát, một cách chung chung, tính từ này tận cùng bằng một phụ âm thì chúng ta phải đổi qua féminin là như sau: général và thêm MONT. Généralement là một cách chung chung. Généralement. Đó là chúng ta vừa làm xong bài tập số 1. Ở bài tập số 2, người ta yêu cầu chúng ta thay các yếu tố được gạch dưới. Ở trong những câu này chúng ta thấy có những yếu tố được gạch dưới bằng một trạng từ kết thúc bằng MONT. Ví dụ, tu lis de manière lente, bạn đọc một cách chậm chạp. Tức là bạn đọc tu lis lentement. Lentement là de manière lente. Nhưng mà chúng ta có trạng từ lentement. Je vous conseille une recette faite de manière spéciale pour l'occasion. Tôi tư vấn cho bạn một cái công thức nấu ăn được làm một cách đặc biệt cho dịp này. Thì chúng ta thấy de manière spéciale là chúng ta đổi thành spécialement. Je vous conseille une recette faite spécialement. Spécial. Spécial là chúng ta đổi qua féminin rồi thêm MONT. Spécialement một cách đặc biệt. Je vous conseille une recette faite spécialement pour l'occasion. Chúng ta đổi các cái từ mà được gạch dưới. Câu B, je dois suivre de manière attentive les instructions. Instructions là những lời chỉ dẫn. De manière attentive là một cách chú ý. Tôi phải theo dõi một cách chú ý những lời chỉ dẫn. Và chúng ta thay cụm từ gạch dưới bằng một trạng từ attentif là tính từ attentif. Và bây giờ chúng ta phải đổi qua féminin là attentive rồi thêm MONT. Je dois suivre attentivement les instructions. Câu C, décorons de manière simple. Chúng ta hãy trang hoàng một cách đơn giản thôi. Chúng ta thay cái cụm từ này bằng trạng từ. Trạng từ này là chúng ta lấy từ tính từ simple, từ đơn giản. S-I-M-P-L-E. Và chúng ta thấy đây là một tính từ tận cùng bằng nguyên âm, thì chúng ta chỉ thêm M-O-N-T. Câu D, vous devez travailler de façon sérieuse. Các bạn phải làm việc một cách nghiêm túc. Và đây chúng ta làm trạng từ xuất phát từ tính từ serious, serious. Và chúng ta đổi tính từ này qua feminine serious rồi thêm M-O-N-T. Câu E, chúng ta có le chef prépare avec facilité le plat du jour. Plat du jour là cái món ăn của ngày đó, đó. Thì ông đây, ông chef là ông đầu bếp, ông bếp trưởng. Ông ta đang nấu cái món ăn của ngày với một sự dễ dàng. Thì chúng ta đổi hai từ này ra thành một trạng từ. Trạng từ này xuất phát từ tính từ facile. Facile là dễ. Và chúng ta thấy tính từ facile là tận cùng bằng nguyên âm, thì chúng ta chỉ việc thêm MONT vào. Đó là chúng ta vừa thực tập một số bài tập liên quan tới trạng từ chỉ cách thức kết thúc bằng MONT. Xin chào tất cả mọi người.